Các bạn có thể ấn tượng về tạo hình của Lucifer Morningstar, nhân vật chính của series cùng tên không? Dưới hình hài con người, anh ta đã là một quý ông với phong thái đầy quyến rũ. Nhưng, bên cạnh diện mạo nam tính, đôi khi anh còn biến thành chúa quỷ, thậm chí là thiên thần. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem chúa tể địa ngục ngầu bá cháy Lucifer đã được tạo ra như thế nào nhé. Cảnh báo, phần tiếp theo có thể sẽ spoil nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Lucifer là câu chuyện xoay quanh nhân vật Lucifer Morningstar, hay còn được biết đến là bá chủ của địa ngục. Tuy nhiên, bối cảnh phim không diễn ra ở đó, bởi Lucifer đã chuyển đến Los Angeles để sinh sống và mở một hộp đêm. Ở đây, anh gặp thanh tra Chloe Decker và có thêm nhiệm vụ là trở thành cố vấn cho sở cảnh sát Los Angeles. Nhờ vào khả năng siêu việt như nhìn thấu tâm can người đối diện hay buộc họ phải nói ra sự thật, Lucifer đã giúp Chloe giải quyết hàng loạt những vụ án tưởng như đã chìm vào bế tắc. Kế thừa những giá trị tín ngưỡng, truyền thuyết về Lucifer trở thành mảnh đất màu mỡ để khai thác. Hình tượng nhân vật này thuộc về Vertigo Comics, thường được biết đến là DC Vertigo, thuộc DC Comics. Ban đầu, trong DC Comics, Lucifer chỉ là một nhân vật phụ trong loạt truyện The Sandman của Neil Gaiman. Sau đó, dưới ngòi bút của Mike Carey, hắn đã trở thành nhân vật chính trong ngoại truyện The Sandman Presents, Lucifer. Sau đó, nhân vật này tiếp tục sáng tạo về Lucifer trong loạt truyện riêng cùng tên. Sau những thành công trên trang truyện, Lucifer Morningstar đã lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng trong phim Constantine do Peter Stormare thủ vai. Một thời gian sau, nhân vật này đã có pha tái xuất trong loạt phim truyền hình cùng tên, nhưng lần này, diễn viên Tom Ellis, từng góp mặt trong Arrowverse, đã đảm nhận vai diễn chúa tể địa ngục. Trong TV series, Lucifer đã có những đổi khác từ ngoại hình cho tới năng lực. Theo nguyên tác, hắn được coi là một trong những nhân vật mạnh nhất trong đa vũ trụ DC. Khả năng của nhân vật này đã được tinh giản, bao gồm siêu khỏe, bất tử và có thể biết được tham vọng của người đối diện khi nhìn vào mắt họ. Trong comics, ngoại hình Lucifer Morningstar được lấy cảm hứng từ ca sĩ David Bowie. Thế nhưng, TV series lại chọn một lối đi riêng khi tuyển Tom Ellis vào vai chúa tể địa ngục. Trước khi thử vai, Tom còn không biết bộ phim này dựa trên truyện tranh DC của Neil Gaiman. Được biết, kịch bản phim mới là thứ mời gọi anh đến với dự án này, chứ không phải là khoản thù lao trên trời như nhiều người nghĩ. Nam diễn viên chia sẻ, sau khi đọc 10 trang kịch bản đầu tiên, anh đã ngay lập tức biết rằng mình thật sự muốn trở thành Lucifer. Cụ thể, đôi mắt này của Tom đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính hài hước trong câu chuyện. Để chuẩn bị vào vai Lucifer, Tom đã phải trải qua quá trình luyện tập cường độ cao. Cụ thể, anh phải dành ra 6 ngày trong tuần để tới phòng tập, thực hiện những bài tập rất tốn calo. Và công sức của Tom cuối cùng cũng đã được đền đáp khi cơ thể này không hề có sự can thiệp của kỹ xảo. Nhờ quãng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, Tom Ellis đã thể hiện thành công một Lucifer Morningstar đầy ngông nghênh, ma mị, qua đó thu hút được hàng triệu người hâm mộ. Ngoài ra, trong giai đoạn ghi hình, Tom cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc sau khi được trở thành chùm sỏ của bộ phim. Chắc hẳn là anh em cũng có chút ghen ăn tức ở với Lucifer khi hắn ta vừa có ngoại hình hoàn hảo, vừa có sức mạnh quyến rũ, thậm chí lại còn có thể đọc vị được bất kỳ ai. Thế nhưng, Tom Ellis lại không hề có ước muốn ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì với diện mạo hoàn hảo này, thì anh cần gì phải mơ mộng nữa nhở? Tạo hình của nhân vật Lucifer là tổng hòa của 3 phiên bản, khi giống như người trần, khi thì hóa thành thiên thần với đôi cánh trắng, rồi lại biến thành ác quỷ phát gớm. Công nghệ tuy không giúp Tom Ellis có 6 múi hay là cơ bắp, nhưng lại góp phần rất lớn trong việc tạo dựng nên hai diện mạo đối lập còn lại. Lần đầu nhìn thấy quỷ đỏ Lucy, các bạn có thấy giật thót mình không nhở? Tương tự như trong truyện tranh, khi biến thành ác quỷ, Lucifer có ngoại hình nhuốm màu đỏ lòm cùng đôi cánh gớm ghiếc. Trong phim, Lucy sẽ xuất hiện khi nhân vật chính cảm thấy tức giận và muốn đe dọa ai đó, kể cả là trẻ con. Đây là sản phẩm từ sự kết hợp giữa hóa trang truyền thống và công nghệ kỹ xảo tân tiến. Ban đầu, nhờ sự hóa trang tài tình, trau chuốt từng đường nét trên gương mặt của quỷ của các chuyên gia trang điểm, chúng ta có thể thấy khuôn mặt này của Lucifer ở già nửa phim. Về sau, ngoại hình của quỷ đỏ đòi hỏi sự chỉn chu và hoàn thiện hơn, cho nên lúc này, kỹ xảo đã vào cuộc để trích xuất ra một bộ dạng với làn da sần sùi và thân hình thô kệch đáng sợ. Khi chế tác chiếc đầu của quỷ Lucy, kỹ thuật hóa trang đã được ekip sản xuất thay thế bằng kỹ xảo điện ảnh. Lý do là nhà sản xuất muốn trên mặt của tên ác quỷ này sẽ có thêm nhiều vết sẹo, sao cho thật ấn tượng và bặm trợn. Đồng thời, họ cũng muốn khuôn mặt quỷ đỏ sẽ có thêm điểm tương đồng với mặt thật của diễn viên Tom Ellis từ biểu cảm cho đến từng chuyển động cơ mặt. Kể từ đây, đôi cánh tựa cánh rơi, làn da đỏ hỏn bị cháy đi kèm khuôn mặt đáng sợ đã trở thành biểu tượng của loạt phim. Sau khi Netflix sở hữu bản quyền,
Nhà đài này đã nới rộng ngân sách làm phim, khiến diện mạo hoàn hảo ấy có cơ hội tiếp cận tới khán giả. Người giám sát hiệu ứng mô phỏng của Lucifer, Beau Jensen, tiết lộ rằng quá trình tạo ra khuôn mặt quỷ của Lucifer là một thử thách đối với cả đội ngũ. Để tạo nên kiệt tác này, các chuyên gia đã phải điểm vào những chấm định vị hỗ trợ cho công nghệ kỹ xảo trải dài khắp khuôn mặt của Tom. Nhờ những chấm định vị này, cùng với các phần mềm chỉnh sửa, từng chuyển động gương mặt của Tom sẽ trùng khớp với gương mặt đã được thiết kế trên máy tính. Để tạo nên thân hình ác quỷ, phần thân và tay chân của Tom cũng được thực hiện như trên. Hình tượng quỷ đỏ đã tiêu tốn công sức của nhà làm phim nhiều là vậy, nhưng khi chúa tể địa ngục hóa thân thành thiên thần, khối lượng công việc phải xử lý của bộ phận đồ họa có được giảm nhẽ. Nhìn bằng mắt thường, điểm khác nhau duy nhất giữa nhận dạng của Lucifer hàng ngày và phiên bản thiên thần chỉ là một đôi cánh. Thế nhưng, nếu bạn nghĩ rằng sự thay đổi này đến dễ dàng và đơn giản thì rất xin lỗi, bạn nhầm rồi. Trên thực tế, đôi cánh hình W ngược đã đứng trước nguy cơ bị loại bỏ khỏi series và không còn là một bộ phận trên cơ thể của Lucifer nữa. Cụ thể, đôi cánh này tiêu tốn quá nhiều so với ngân sách làm phim ít ỏi, mà Lucifer lại không phải phim điện ảnh nên khoản đầu tư này rất đáng để cân nhắc. Sau đó, đội ngũ sản xuất vẫn quyết định chơi lớn, giữ đôi cánh trắng lại và để nó quay trở lại về Lucifer vào cuối mùa 2. Có thể nói, đôi cánh tựa chim trời của Lucifer là thành quả của sự tỉ mỉ và dày công trong việc thiết kế nhằm tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất. Để phác thảo nên nó, các kỹ sư đồ họa đã phải làm việc đến từng chi tiết riêng lẻ sao cho kết cấu của từng chiếc lông vũ là khác nhau. Đây quả thực là một thách thức khó nhằn bởi họ không thể vẽ một chiếc lông vũ rồi chỉ thay đổi kích thước của chúng trên toàn bộ đôi cánh. Cuối mùa 3, Lucifer đã cứu sống Chloe bằng cách che chắn cho cô bằng đôi cánh của mình trước những nhát đạn. Chi phí bỏ ra để xử lý đồ họa cho phân cảnh này không hề nhỏ. Tới đây, đôi cánh của Lucifer đã bị tổn thương do phải hứng đạn. Ta có thể thấy trên đó là những vệt máu loang lổ lốm đốm và đây là một sản phẩm đầy ấn tượng từ kỹ xảo. Thực chất, đôi cánh này được làm mới hoàn toàn, không sử dụng thiết kế cũ so với đôi cánh lành lặn. Nó được thiết kế lại toàn bộ, tỉ mỉ đến từng chiếc lông vũ điểm xuyết những vệt máu không giống nhau. Người phụ trách xử lý hình ảnh cho hay, cả đội ngũ đã mất nguyên một tháng trời để tìm cách dựng phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ấy và thêm cả một tháng nữa chỉ để xử lý. Đối với từng khung hình trong phân cảnh đắt đỏ này, ban đầu chúng được vẽ bằng tay và rồi đội ngũ sản xuất đã phải mất 5 đến 6 tiếng để kết xuất chúng. Ngoài ra, thay vì sử dụng máy quay với khả năng ghi hình tiêu chuẩn 200 khung hình trên giây, nhà làm phim đã phải dùng đến chiếc camera có tốc độ lên tới 1.000 khung hình một giây, tức là gấp 5 lần, để tạo ra những cảnh với hiệu ứng chuyển động chậm. Khi ta thấy Lucifer từ từ bay vào trong nhà, hình ảnh ấy hoàn toàn là sản phẩm của kỹ xảo, chứ Tom Ellis không hề bị treo trên trần nhà. Bên cạnh đó, người anh trai Amenadiel của Lucifer cũng sở hữu một đôi cánh, nhưng nó không thể tồn tại được lâu. Lý do không bắt nguồn từ yếu tố câu chuyện, mà là bởi chi phí bỏ ra cho việc dùng kỹ xảo với đôi cánh đó không hề rẻ. Vì vậy, nhà sản xuất đành ngậm ngùi cắt nó ra khỏi phim. Cuối cùng, chúng ta bắt buộc phải dành lời khen cho sự kiên trì luyện tập để vào vai của Tom Ellis và hơn hết là cho sự kỳ công, óc sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ekip làm phim. Bởi nhờ vậy mà chúa quỷ Lucifer mới có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Và vừa rồi là những thông tin phía sau hậu trường của Lucifer. Các bạn nghĩ gì về nhân vật này? Chúng mình có nên làm thêm video về gã chúa quỷ này không nhỉ? Còn những hình tượng nào mà phim nên làm video riêng? Hãy để lại comment ở phía dưới và cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.